Vào tối qua, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, đơn vị đã tổ chức cứu hộ thành công 9 thuyền viên của tàu chở xi măng bị nạn trên vùng biển Củ Lao Chàm. Vào khoảng 5 giờ ngày 24 tháng 3, tàu Giang Anh 18 do ông Hoàng Mạnh Tiến làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên có hành trình từ Hải Phòng đi Chu Lai, chở theo 2.960 tấn xi măng. Khi tàu tới vị trí cách đảo Hòn Tai, vùng biển Cù Lao Chàm, Hội An khoảng 0,5 hải lý, thì đâm vào bãi đá cạn. Thân tàu bị thủng, nước tràn vào boong, làm tàu nghiêng và có hiện tượng chìm dần. Sự việc diễn biến xấu khiến tinh thần các thuyền viên hoảng loạn. Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu cứu hộ đến hiện trường. Đến gần 10 giờ sáng, toàn bộ 9 người gặp nạn đã được đưa về Cù Lao Chàm an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.